À, dạ vâng. À, em Hằng hôm nay lại xin chào đại gia đình. À, lâu lắm rồi mới nghe Quang Lập. Vâng. Hôm nay em mời cả nhà cùng với em Hằng thưởng thức qua bộ đài rất là cổ ạ. Vâng, một bộ này là bộ đến từ Nhật Bản. Nó là Onkyo X100. Vâng. À, bộ này thì nó gồm 4 loa. Vâng. 4 loa đấy ạ, 2 loa tay, combo là 4 loa. Có cả loa tay luôn. Vâng, rất là đẹp. Ngoài cổ. À, em ghép thêm cho bạn ấy một cái tappe nhá. Tappe này là Bueller CT5. Vâng. Đây ạ. À, giờ thì em mà giới thiệu qua một cái bộ như này là chiều ngang của nó là 1m55. À, chiều sâu của nó là 42 cm và chiều cao của cái loa thì là 165 cm. Vâng, còn thường những cái loa tay này thì nó cứ từ 45 đến 48. Vâng. À, nó rất là nhỏ và có thể treo được. Cả nhà có thể bố trí cái chỗ treo cho bộ nó hài hòa nhé. Đây ạ, em quay qua một cái bộ như thế này cho cả nhà nhìn. Vâng. Nó rất là nhỏ, gọn. Thế và nó rất là đẹp nếu mà để cả nguyên cả bộ. Vâng, bây giờ thì em mời cả nhà thưởng thức bộ tủ đài Onkyo nhé. Vâng, vẫn là địa chỉ quen thuộc, cả nhà chụp giúp em cái logo bên cơ sở 1. Vâng, 19 ngõ Trần Cao Vân, chợ Rời, Phú Huế, Hà Nội ạ. Zalo của em là Âm Thanh Khánh Hằng và Facebook cũng là Âm Thanh Khánh Hằng và có trang web và có YouTube. Cả nhà liên hệ với em bên Zalo nhé. Để em tiện thông báo cái model, từng model một cho anh em. Vâng, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Giờ thì em mời cả nhà thưởng thức cùng em Hằng qua bộ tủ đài đang chạy AUX từ trên mạng xuống. Vâng, qua anh Quang Lập. Vì sao anh nhớ thương nhớ đong đầy trong lòng mặt buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy em hỏi em có hiểu có hay tình anh như núi cao biển rộng gom bốn phương trời xây thành lũy biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng em hiến nhiên chiếm ngự hồn anh. À, giờ tí ngồi đây thương bóng thương hình ngồi đây em ơi ước gì mình là đôi kiếm ước gì mình là sao đêm hay là trăng rồi sáng đứng hoa để anh đưa đón em sống chiều trên lối đi về không còn trọn đời mình gần bên nhau tình yêu thêm sắc thêm màu không còn lo thương nhớ người trọn đời mình gần bên nhau tình yêu thêm sắc thêm màu không còn lo thương nhớ trọn đời mình gần bên nhau tình yêu thêm sắc thêm màu không còn lo thương nhớ. À, dạ vâng, cả nhà vừa cùng em Hằng chạy qua một cái AUX của cái âm ly. Giờ này thì em có thể em bật đĩa than đây. Vâng, đĩa than nhé, thì cả nhà bật ra này. Vâng, bật cái tappe ra, thả nó ra, tôi nói chạy tăng chạy đĩa than ạ.
cuộc sống đói rách bơ vơ, hỏi ai ai cho đường chờ chuỗi ngày tâm tôi vô đêm đêm nó sợ sạo đấy là cái điện than nó hơi bụi đấy, nhưng mà chưa phải đi đó. Một thân côi đang chạy bài 3 đấy ạ, và Chế Linh. Một chén cơm chiều nên lòng thầy. Những kỷ niệm này cũng rất là hay ạ. Vâng. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ bao giờ cho đêm đời khi còn tâm nhỏ. Một chén cơm chiều nên lòng chưa nó. Cuộc sống đói rách bơ mơ, hỏi ai ai cho đường chờ chuỗi ngày tâm tôi vô. Đêm đêm nó ngủ một mảnh chiếu sách co ro, một thân côi cút không nhờ thần. Mẹ nó không còn nên đời nó khổ. Một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Nhiều lúc nó khóc trong mù, mẹ ơi con yêu mong chờ bao giờ cho đến bao giờ. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ bao giờ cho đến bao giờ. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ bao giờ cho đến bao giờ. Nhiều cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã cùng em Hằng vừa mới cả quay test một bộ tủ đài địa than Onkyo X100. Vâng ạ, cảm ơn cả nhà.